Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Tiếp tục là video ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 10 bộ mạch LED năng lượng mặt trời loại 100W này. Và 100W này bên mình đang bán với giá hiện tại là 95.000. Và nếu như các bạn mua sản phẩm thì nó bao gồm một điều khiển từ xa cùng với lại một mạch LED như thế này. Mạch LED này thì bên mình đã hàn sẵn ra đây hai cặp dây. Một cặp có chữ B cộng và B trừ thì các bạn đấu vào pin lithium 3.2 hoặc 3.7V. Một cặp tiếp theo là chữ S cộng và S trừ thì các bạn đấu vào solar, tấm pin năng lượng mặt trời loại 6V. Hoặc các bạn có thể sử dụng bằng những cái cục nguồn hoặc là cục adapter loại 5V hoặc 6V đều có thể sử dụng được nhé. Chẳng hạn như cục sạc đèn thời cũ. Hoặc bên đây thì chẳng hạn như pin 3.7V là pin 18650 này. Hoặc là pin lithium, tất cả các loại 3.2, 3.7 chúng ta đều sử dụng được. Nó sẽ có chế độ tự sáng ban ngày, tự sáng ban đêm, tự tắt ban ngày, tự sạc vào, đầy nó tự ngắt luôn. Như là cái mạch này nó tương tự như những cái mạch, những cái đèn LED năng lượng mặt trời hiện tại bây giờ đang phổ biến trên thị trường. Và số thứ tự ngày hôm nay mình test bao gồm từ 21 cho đến 30. Cách test thì mình sẽ sử dụng một viên pin, pin sắt ở đây. Pin này là pin 3.2V, pin sắt 32650 để làm pin dành cho nó. Còn nguồn sạc vào thì mình sử dụng bằng một cục adapter loại 5V ở đây để giả lập đây là cái điện năng lượng mặt trời nhé. Thì khi ban ngày, điều kiện khi ban ngày có trời nắng thì tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ cấp cái nguồn sạc xuống giống như bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn này vào. Khi có nguồn sạc xuống thì rõ ràng ở trên này nó sẽ có bóng đèn chớp. Tất cả 5 LED này là khi nào nó không còn chớp nữa, nó sáng liên tục thì từ khi đó là pin nó sẽ đầy. Và khi nếu mà ban đêm thì năng lượng mặt trời ở trên xuống nó sẽ không có điện, nó không có ánh sáng, không có mặt trời nên nó không có điện xuống sạc nữa. Thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ tự sáng bóng đèn này khi mà không có nguồn sạc vào. Và nếu như đến sáng mai mà nó có điện từ trên tấm pin năng lượng mặt trời, nó sẽ đưa điện xuống và tiếp tục sạc vào. Thì đèn này nó sẽ tự tắt. Đấy, như vậy đây là cái chức năng cơ bản nhất của một cái đèn LED năng lượng mặt trời. Và đây là chức năng mặc định của nó. Kể cả khi các bạn mất cái điều khiển từ xa này đi nữa thì cái đèn này nó sẽ tự tắt và tự sáng giống như mình vừa mới làm xong nhé. Ok. Và trên điều khiển từ xa này nó sẽ có nút on và nút off, thì chúng ta bật tắt bằng hai nút này. Nút tăng ánh sáng và nút giảm ánh sáng thì chúng ta sẽ bấm hai nút này. Ba nút 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ là nút để chúng ta hẹn giờ. Có nghĩa là khi chúng ta bật lên, chúng ta muốn bao nhiêu tiếng đồng hồ sau thì nó tắt, thì chúng ta nhấn vào một trong ba nút này. Rồi, như vậy là mình sẽ test các bước như sau. Đầu tiên mình sẽ bật tắt để xem là cái chế độ bật tắt có ok không. Sau đó mình giảm ánh sáng, có 3 mức ánh sáng. Khi nào chúng ta giảm hết cỡ thì nó sẽ chớp chớp như này. Đây là mức thấp nhất, tăng lên thì mức trung bình và tăng lên thì mức cao nhất, có 3 mức độ ánh sáng khác nhau. Và tăng lên nữa thì nó cũng sẽ không còn số nào nữa và nó chớp chớp báo cho chúng ta biết là hiện tại bây giờ nó đã hết cỡ rồi, không có thể tăng lên được nữa. Rồi, như vậy là bây giờ mình tăng lên giảm xuống thì cái đèn này hoàn toàn bình thường. Tắt đi. Cắt cái nguồn sạc vào, rồi mình lại tắt đi. Như vậy là các bạn thấy sản phẩm này như thế này là đã được hoàn toàn hoạt động bình thường. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu lên cái mạch này. Và tất cả những cái mạch LED sau thì mình cũng sẽ test tương tự như thế này. Và mạch đầu tiên có ký hiệu là 21. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập trực tiếp vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên mình còn bán hàng ở trên Sendor, Shopee và Lazada. Các bạn xuống cái phần bình luận video này sẽ thấy cái link mua hàng gì đó, các bạn tích trực tiếp vào đó và đặt hàng cũng được nhé. Và các cái mạch LED này thì mình cũng sẽ test tương tự như vậy. Đấy, hiện tại bây giờ nó sẽ báo sạc và mất điện thì nó sẽ sáng lên. Cấp sạc vào thì nó sẽ tắt đi. Rồi, bật này, giảm ánh sáng, tăng ánh sáng, tắt này, mất điện sạc. Ôi, đây nó bị rơi cái này ra nhá. Đây, bật này, tắt này. Đó, ok. Như vậy là cái mạch này nó hoạt động cũng bình thường thôi. Do cái giai đoạn cuối là cái này nó bị tuột ra. Mạch này có số ký hiệu là 21. Đây là ký hiệu trên mạch số 21. Và tiếp theo thì cái tấm này nó sẽ có 4 mạch trên đây. Thì mình sẽ test 4 mạch cùng một lúc luôn. Tấm này hàn chưa xong này. Mát.
Đấy, khi chúng ta cứ cấp nguồn vào thì cái mạch này nó sẽ khởi động lên, nó sẽ sáng mờ mờ một lúc. Đấy, bắt đầu có năng lượng sạc vào này để nó chớp chớp, mất điện năng lượng này, có năng lượng bật giảm tăng tắt. Rồi, mạch đầu tiên hoạt động tốt này. Sạc vào. Đang sạc. Mất sạc. Cái độ sáng cái này nó chói mắt lắm các bạn ạ. Thực tế mình đang test như thế này mình không dám nhìn vào trong đèn đâu. Mình toàn phải nhìn ra ngoài đấy. Nó rất là chói mắt. Với cái đèn này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để tận dụng những cái cục nguồn điện thoại cũ mà chúng ta không dùng đến. Tận dụng những viên pin sạc dự phòng mà nó bị hỏng mạch, không làm gì được. Hoặc là những cái viên pin điện thoại, viên pin 18650. Ta tận dụng để chúng ta làm cái đèn tích điện, khi mất điện chúng ta lấy cái dùng, nó cũng tiện, rất là tiện. Và đối với đèn này thì các bạn có thể sử dụng để bắn vít trực tiếp ở bên bốn góc của cái đèn này, cái hạt led của bộ mạch led này ấy, nó có bốn cái lỗ để chúng ta vít ốc, thì các bạn có thể vít ốc trực tiếp vào trong cái cây xà gồ, cây kèo bằng ống kẽm ở trên mái tôn đấy. Các bạn bắn vào đó để cho nó tản nhiệt lên cái cây kèo nó luôn càng tốt. Còn không thì cái này nó không cần thêm tản nhiệt cũng được các bạn nhé. Để mình tắt đi, mình test chế độ này này. Đấy. Rồi, bật này. Tăng. Giảm. Tắt. Rồi, như vậy là bốn cái mạch này hoạt động rất tốt này. Vậy là trên đây là ký hiệu của cái bốn cái mạch 22 đến cho đến 25. Bốn mạch tiếp theo. Đang sạc vào. Đang sạc vào.
sạc vào nhé. Ok, và như vậy là bốn cái mạch cuối cùng của video test sản phẩm ngày hôm nay cũng hoạt động rất là ổn định và rất là tốt. Bây giờ đánh dấu ký hiệu lên đây từ 26. À, còn một mạch nữa chứ. 30 mạch cơ mà. À 10 mạch cơ mà. Đây mới được có 9 mạch thôi. Mới đến 29 thôi. Ờ em ghi lộn đoạn nào đấy. Đây. Xem lại này, cái đầu tiên này. 21 ở cái này phải là 22 này. Hai cái đầu tiên này là thành là hai cái 21 liền. Cho nên là cái 21 thứ hai này, cái 21 mà test lần lượt thứ hai thì em sẽ chuyển thành 30 nhá. Ok, như vậy cho nó ký hiệu nó khác này. Đây có hai cái 21. À, cho các bạn thấy là hai cái 21 thì nó sẽ có như này. Vừa test lúc nãy đấy. Rồi. Như vậy là tất cả 10 cái bộ mạch LED năng lượng mặt trời 100W ngày hôm nay em test thì tất cả đều hoạt động rất tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.